đừng có đi chú ý. Tôi, đội trưởng đội thiếu binh, báo cáo đồng chí Nguyễn Trung Tuấn, chủ tịch đội thiếu binh xã Đại Mỹ. Đội thiếu binh đã sẵn sàng, báo cáo hết. Được, đồng chí cho đội thiếu binh vào làm nhiệm vụ. Vâng. Đội thiếu binh chú ý, đi. Kính thưa linh hồn đồng chí Nguyễn Xuân Anh, kính thưa gia đình tang chủ, kính thưa các ông bà đại diện cho đảng, chính quyền, thưa toàn thể nhân dân. Lễ phủ quân kỳ cho hội viên hy sinh từ trần là quy định của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhằm tôn vinh, tri ân, ghi nhận sự hy sinh, cống hiến của hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau đây, tôi xin kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đại Mỹ lên điều hành lễ phủ quân kỳ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Đồng chí Nguyễn Xuân Anh sinh năm 1936, nhập ngũ năm 1957, ra quân năm 1971, cấp bậc trung sĩ. Đồng chí đã có thời gian tham gia công tác trong quân đội và công tác dưới lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam. Những năm tháng công tác trong quân đội, đồng chí đã luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 3, bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương của các cấp lãnh đạo. Năm 1971, đồng chí ra quân về địa phương, đồng chí vẫn giữ vững và phát huy bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn nhất đối với gia đình, các con, các cháu của đồng chí mất đi người thân yêu nhất. Hội Cựu chiến binh chi hội 6 mất đi một hội viên sống chan hòa với đồng chí đồng đội. Linh cữu đồng chí xứng đáng được phủ quân kỳ quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đại Mỹ lên công bố quyết định của quân kỳ cho đồng chí Nguyễn Xuân Anh. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Hội Cựu chiến binh huyện Phú Ninh, Hội Cựu chiến binh xã Lệ Mỹ. Lệ Mỹ ngày 20 tháng 3 năm 2024 quyết định về việc phủ quân kỳ cho hội viên Hội Cựu chiến binh từ trần. Thường vụ Hội Cựu chiến binh xã Lệ Mỹ căn cứ vào pháp lệnh Cựu chiến binh số 27/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 150 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều pháp lệnh Cựu chiến binh. Căn cứ vào thông tư liên tịch số 114/2005 ngày 1 tháng 8 năm 2006 của Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện tổ chức lễ tang đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng hy sinh từ trần. Căn cứ hướng dẫn số 111 Cựu chiến binh ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ về thủ tục phủ quân kỳ cho hội viên Cựu chiến binh từ trần. Quyết định điều 1, tổ chức lễ phủ quân kỳ cho đồng chí Nguyễn Xuân Anh là hội viên Hội Cựu chiến binh chi hội 6, Hội Cựu chiến binh xã Đại Mỹ, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ.
từ tràn hồi 15:57 ngày 19/3/2024 theo nghi thức tang lễ hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Điều 2, giao cho Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Lệ Mỹ và Chi hội Cựu chiến binh khu 6 có trách nhiệm tổ chức thực hiện. Thay mặt Thường vụ Hội Cựu chiến binh xã Lệ Mỹ, Chủ tịch Nguyễn Trung Tuấn đã ký. Đây là giờ phút thiêng liêng nhất đối với linh hồn đồng chí Nguyễn Xuân Anh. Đề nghị mọi người có mặt tại đây đứng dậy để buổi lễ được trang nghiêm và trọng thể. Đề nghị người thân của đồng chí cùng đứng dậy. Đội tướng binh chú ý, vào vị trí của quân kỳ. Lễ phủ quân kỳ cho đồng chí Hà Xuân Anh bắt đầu. Bên phải, bên trái, chỉ huy. Nâng quân kỳ. Phủ quân kỳ. Chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Trung Tuấn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Lệ Mỹ lên tháp trầm. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Đồng chí Hà Xuân Anh bắt đầu. Thôi. Đội tướng binh chú ý, bên phải, bên trái, quay. Sau đây xin kính mời ban tang lễ tiếp tục làm việc. Đội tướng binh chú ý, bên phải, bên trái, quay. Chào. Vinh biệt đồng chí an giấc ngàn thu. Thôi. Thu quân kỳ. Đội tướng binh giải đáp.